đó là mày đã luôn hết 400 củ chưa? Thật sự là Đạt đã luôn hết 400 củ rồi. Như like của Đạt khốn nạn thật đây tê. Ghép ít có ác luôn thật chứ. Chứng mày không được gì mà anh Đạt Vinaphone của tao giống như thế nhá. Mất quan điểm thực sự nhá. Anh tao chắc gì ăn nuốt hết 400 củ. Lỡ đâu anh tao nhai thì sao? Nuốt nó nghẹn chứ. Ok, nói chung là mua cho nó luôn. Ok, đây là đầu tiên Hương nó mua iPhone này, nó đã bị Apple nhắc mũi rồi. Mua con là 256GB luôn. Gọi là sức ảnh hưởng cũng như là cái số lượng gọi là công việc hiện tại thì Simi đang là hot nhất của Hero Team, sẵn sàng bỏ ra gần chục triệu để mua một cái tai nghe chỉ bởi vì nó có tai mèo và màu hồng. Chủ đề này mình định làm là ý tưởng là bán nhà mua xe mà. Cây trên này chưa hay thua mỗi tao. Chưa bao giờ thua ai cả, hôm qua thua. Chưa thua ai luôn à? Chưa ai luôn. Một ngày bình quân mình lên đây mày xin được bao nhiêu? Mày được kiếm được bao nhiêu tiền? 400 triệu. Tất cả những thằng nói xấu sau lưng ấy thì chỉ là người đi sau thôi. Anh cứ yên tâm đi, bây giờ không ai nói xấu sau lưng anh cả. Người ta chỉ có chửi thẳng mặt thôi nên là... Thế những đứa ngu nó thường làm gì? Những đứa ngu chúng nó thường lấy điện thoại của bố mẹ để đặt tên là gia đình Vinaphone đây. Tao gửi cái video này đến Đất Vinaphone. Cả ăn trộm tiền bố mẹ đi donate đi. Rồi ôi, hết lên chấm luôn. Có gì review hết bạn ngoài sự đái xã hội thôi nhé. Đặt đi là cho em hỏi anh ăn gì mà béo và trắng thế? Luôn hết 400 củ. À vậy là phải bay hết 400. Team tao từ đấy có xã hội nhưng xin lỗi là tao từ đấy xã hội mà đi lên. Bốc phía, tao ở dưới đấy xã hội 20 năm nay có gặp thằng này bao giờ đâu. Thank you.
theo đúng vậy thương ngại làm mất tao an toàn ha 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 hay đồ quá ba hoa tao đang hết phòng. Anh Huy ơi, thế thì chiều đãi anh em thế thôi, còn bây